Minh Trí và Phụng Yến chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Trong những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm chăm sóc sức khỏe trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping thì có thể nói là những sản phẩm ví dụ như là yến xào cung đình của công ty Thiên Phú Lộc đã trở nên một thương hiệu rất quen thuộc đối với rất là nhiều quý vị khách hàng. Và trong chương trình ngày hôm nay là một cơ hội để tất cả quý vị và các bạn có thể bổ sung với mức giá cực kỳ ưu đãi và quà tặng số lượng lớn quý vị nha. Và quý vị các bạn, chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn trong chương trình ngày hôm nay. Nếu như gia đình của mình thích lựa chọn đó là nước yến xào cùng với lại đường phèn thì chúng ta có thể là lựa chọn trọn bộ sản phẩm mua 5 được tặng thêm 2 với mức giá là 890.000 đồng quý vị và các bạn nha. Số lượng sản phẩm chúng ta sẽ có rất là nhiều để cái thời gian mình uống lâu dài hơn. Còn sự lựa chọn thứ hai thì nếu gia đình nào mình thích đó là thành phần nhân sâm hòa chung với lại nước yến xào nữa thì quý vị các bạn chúng ta có thể là lựa chọn nước yến nhân sâm đường phèn cũng của Thiên Phú Lộc luôn quý vị ạ. Cũng là mua 5 tặng 2. Quý vị và các bạn hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội mua sắm rất hấp dẫn này trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping và liên tục gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137 hoặc là có thể tham khảo dòng sản phẩm trên tại website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nhà trên 63 tỉnh thành của cả nước. Quý vị các bạn thân mến, trong cuộc sống bận rộn hiện nay chúng ta vẫn thường xuyên tìm kiếm những dòng sản phẩm có thể dễ dàng chăm sóc sức khỏe thật là hữu hiệu cho những thành viên trong gia đình của mình. Và nước yến là một trong những dòng sản phẩm mà gia đình chúng ta rất là lưu tâm lựa chọn. Có nhiều những thương hiệu ở bên ngoài thị trường, làm sao để lựa chọn được dòng sản phẩm chất lượng, uy tín, có thương hiệu rõ ràng, đồng thời là chăm sóc sức khỏe thật tốt. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn sản phẩm chính hãng của công ty Thiên Phú Lộc, nước yến đường phèn hoặc là nước yến nhân sâm đường phèn. Cả hai dòng sản phẩm này, hai sự lựa chọn này đều giúp gia đình chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe dễ dàng. Và hôm nay một lần đầu tư duy nhất quý vị và các bạn cho mỗi một sự chọn lựa khác nhau với một bộ là 5 hộp nước yến đường phèn được tặng thêm 2 hộp cùng loại và 5 hộp nước yến nhân sâm đường phèn cũng tặng thêm 2 hộp cùng loại. Sự chọn lựa nào cũng tặng thêm quà tặng hấp dẫn khi quý vị đặt hàng thành công. Tổng đài quen thuộc 1900 7137, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi. Lựa chọn ngay nước yến cung đình, bộ 5 hộp nước yến đường phèn tặng thêm 2 hộp và 5 gói cháo yến, giá trị 890.000 đồng. Sự lựa chọn thứ hai, bộ 5 hộp nước yến nhân sâm đường phèn tặng 2 hộp và 5 gói cháo yến, giá trị 990.000 đồng. Và với sản phẩm nước yến cung đình sẽ giúp cho quý vị và các bạn hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ người già ăn ngon, ngủ tốt, đề phòng suy dinh dưỡng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nước yến cung đình sử dụng mỗi ngày tốt cho sức khỏe, lắc nhẹ trước khi uống, sử dụng ngay khi mở nắp. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm những dòng sản phẩm làm quà biếu sức khỏe ý nghĩa dành tặng cho những người thân yêu bên trong chính gia đình của mình thì hãy chọn lựa ngay với dòng sản phẩm nước yến của công ty Thiên Phú Lộc trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Bên ngoài quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được là với những chiếc hộp bao bì nhãn mát rất là bắt mắt và sang trọng, phù hợp làm món quà biếu trên 63 tỉnh thành khác nhau. Dù bất kỳ địa chỉ nào quý vị và các bạn vui lòng để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Và chắc chắn là nước yến nhân sâm đường phèn hoặc là nước yến đường phèn đều có mang lại cho quý vị và các bạn một sức khỏe tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm đi quá trình lão hóa, đẹp da giữ dáng dành cho chị em phụ nữ và phù hợp với mọi đối tượng khác nhau bên trong chính gia đình của mình và mức giá cực kỳ hấp dẫn quý vị và các bạn nha. Nếu như chúng ta lựa chọn nước yến đường phèn thì quý vị các bạn mua 5 tặng 2, lựa chọn nước yến nhân sâm đường phèn cũng mua 5 tặng 2. Hãy gọi ngay 1900 7137, chúng tôi sẽ giao hàng cho gia đình của mình đến tận nơi. Quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Hôm nay chúng ta một lần nữa là một cơ hội để bổ sung bởi vì dòng sản phẩm này đã trở nên rất quen thuộc trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping rồi. Đó chính là dòng sản phẩm nước yến xào cung đình của thương hiệu công ty Thiên Phú Lộc. Hôm nay chúng tôi lại mang đến cho quý vị và các bạn với hai sự chọn lựa khác nhau. Đầu tiên đó chính là nước yến đường phèn quý vị và các bạn nha. Một lần đầu tư duy nhất quý vị và các bạn sẽ có ngay trọn một bộ là 5 hộp. Mỗi một hộp sẽ có 6 hũ thủy tinh ở bên trong, được sản xuất và đóng gói trong một quy trình khép kín và với thành phần là nước yến nguyên chất sẽ giúp cho quý vị và các bạn có một giải pháp để có thể là đầu tư chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mỗi ngày và chúng ta vẫn còn thêm mùi vị thứ hai quý vị nha. Với sự lựa chọn thứ hai thì quý vị các bạn chúng ta sẽ có thêm thành phần nhân sâm hòa cùng với thành phần nước yến nữa quý vị ạ. Nước yến nhân sâm đường phèn và với nước yến nhân sâm đường phèn này quý vị các bạn chúng ta cũng có cơ hội lựa chọn đó là mua 5 được tặng 2 rất là ưu đãi quý vị nha. Chúng ta lựa chọn 30 hũ trong sản phẩm chính và được tặng thêm 12 hũ nữa. Như vậy là
số lượng mình sử dụng là 42 hũ, rất là lâu dài luôn. Nếu quý vị các bạn chúng ta có thể là chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình hoặc là làm một món quà tặng cho cả những người thương yêu nữa. Và vì sao mà rất nhiều quý vị khách hàng trên VTV Hyundai Home Shopping lại yêu thích và chọn lựa với dòng sản phẩm thương hiệu Yến Xào của công ty Thiên Phú Lộc? Thì chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn đó chính là giấy chứng nhận sản phẩm của công ty Thiên Phú Lộc quý vị và các bạn nha. Với dòng sản phẩm Yến Xào cung đình của công ty Thiên Phú Lộc đã đạt chuẩn là giấy chứng nhận ISO 22000-2005 trên mỗi một dòng sản phẩm mà chúng tôi đang giới thiệu trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Do đó tất cả quý vị khách hàng có thể an tâm để chúng ta sử dụng cho chính bản thân của mình, hoặc là quý vị và các bạn có thể sử dụng dòng sản phẩm này là một món quà biếu ý nghĩa cho gia đình của mình quý vị và các bạn nha. 63 tỉnh thành khác nhau, một lần đầu tư mà thôi chúng ta đã có là 7 hộp, trong đó là 5 hộp trong dòng sản phẩm chính và 2 hộp được quà tặng cùng loại quý vị nha. Điều quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe đó là mình phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ của nó, thương hiệu của nó, chất lượng của nó để chúng ta yên tâm lựa chọn về cho bản thân mình và cả gia đình. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn sản phẩm chính hãng của công ty Thiên Phú Lộc và chúng ta có thể là yên tâm chăm sóc sức khỏe cả nhà, từ là những người lớn tuổi cho đến là những người trẻ bận rộn với công việc của mình, các quý ông hay là các chị em phụ nữ nữa. Và bí quyết của chúng ta đó chính là sử dụng nước yến thường xuyên. Đây cũng chính là một trong những bí quyết mà từ ngàn xưa nhiều người đã có thể là cùng nhau sử dụng và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những thành viên ở trong cung đình đó Minh Trí ạ. Và khi mà chúng ta sử dụng cùng với thành phần nước yến chất lượng như thế này thì quý vị các bạn chúng ta sẽ chăm sóc cơ thể của mình cùng với là những dưỡng chất chống oxy hóa, cùng với những axit amin cần thiết ở bên trong, giúp chúng ta làm chậm quá trình lão hóa, đồng thời là chăm sóc cho sức khỏe, chăm sóc cho cả nhan sắc của mình nữa quý vị nhé. Và Phụng Yến cũng rất là thích khi mà thưởng thức nước yến như thế này, có thể là bỏ trước ở bên trong tủ lạnh gia đình của mình, lạnh rồi khi mà chúng ta trở về làm việc mệt mỏi căng thẳng trở về, mở cửa tủ lạnh ra, lấy một lọ ra và chúng ta thưởng thức, hương vị sẽ rất là thơm ngon. Quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được là với mỗi một lọ thủy tinh ở bên trong sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể là mang đi ở mọi lúc mọi nơi. Chúng ta không những là để ngay nước yến xào cung đình ở bên trong không gian phòng khách mà quý vị và các bạn cũng có thể là để ở bên trong công ty của mình, hay là mình mang theo trong những chuyến công tác, những chuyến du lịch thì cũng rất là tiện lợi. Cuộc sống bận rộn chúng ta không có nhiều thời gian để chưng tổ yến thì quý vị và các bạn cũng có thể sử dụng với bộ sản phẩm này quý vị và các bạn nha. Với trọn một hộp như thế này, mỗi một hộp thì quý vị và các bạn có thể quan sát được ở bên trong chúng ta sẽ có ngay đó là 6 lọ thủy tinh được sản xuất và đóng gói trong một cái quy trình rất là khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bên ngoài bao gói nhãn mát rất là sang trọng để trở thành một món quà biếu nếu như chúng ta đang muốn dành sự quan tâm yêu thương về một món quà ý nghĩa sức khỏe dành tặng cho ông bà bố mẹ, những người lớn tuổi cần phải có một cái hệ miễn dịch tốt hơn, là tăng cường sức đề kháng, chậm đi quá trình lão hóa, hay là do các bạn trẻ áp lực của công việc, của cuộc sống, chúng ta cần phải có thời gian đầu tư về những dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì quý vị các bạn hãy chọn lựa ngay. Với hôm nay không những là một hộp như thế này, bình thường chúng ta đi mua ở siêu thị, ở cửa hàng thì cũng rất là dễ dàng tìm kiếm với công ty Thiên Phú Lộc với sản phẩm yến xào cung đình, nhưng mà chúng ta mua là một hoặc là hai hộp thôi. Hôm nay là một lần đặt hàng thì quý vị các bạn sẽ có ngay 5 hộp trong sản phẩm chính và còn được tặng thêm đó là 2 hộp cùng loại. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng đó là 7 hộp quý vị nha. Như vậy là số lượng nhiều hơn mà mức giá quý vị các bạn chúng ta chi trả rất là tiết kiệm, cho nên là hãy nắm bắt cơ hội này quý vị nha. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta nhận hàng ngay tại nhà thì mình hoàn toàn có thể là kiểm tra mình có tổng cộng lên đến là 7 hộp, nhãn mác niêm yết vẫn còn đầy đủ và nguyên vẹn nè, hàng chính hãng của Thiên Phú Lộc, và sau đó là chúng ta có thể là thưởng thức từng hũ để cảm nhận được cái vị của nó. Nãy Phụng Yến thưởng thức đó Minh Trí, thì Phụng Yến cảm thấy là cái vị ngọt dịu, dễ uống và những cái sợi yến dai nữa thơm ngon. Và quý vị các bạn chúng ta cũng có thể là làm chè tổ yến ngay tại nhà, hoặc là chúng ta cho thêm là nha đam, cho thêm là bạch quả, cho thêm táo đỏ chẳng hạn, làm những cái chén chè cho những thành viên trong gia đình của chúng ta thưởng thức, ông bà cha mẹ, những người lớn tuổi trong nhà mình cũng sẽ rất là thích luôn. Còn nếu như quý vị nào chúng ta muốn có thêm thành phần dinh dưỡng trong mỗi một lọ nước yến như thế này thì chúng ta có thể đến với sự lựa chọn thứ hai, đó là nước yến nhân sâm đường phèn, sẽ có thêm là thành phần nhân sâm vào ở bên trong mỗi lọ nước yến quý vị ạ. Nếu như mà nước yến đường phèn thì nhãn màu đỏ, còn quý vị đang theo dõi trên màn hình với nhãn vàng như thế này là nước yến với nhân sâm và đường phèn ở bên trong. Và với thành phần nhân sâm thì nó còn có thêm hàm lượng hoạt chất saponin làm chậm quá trình lão hóa cho cơ thể của chúng ta nữa, cho nên là khi mà nhân sâm kết hợp với nước yến thì thành phần dinh dưỡng cũng sẽ được tăng cao quý vị và các bạn nha. Và khi mà chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm của Thiên Phú Lộc thì yên tâm với quy trình sản xuất đạt chuẩn và khép kín những lọ nước yến ra đời như thế này để an toàn, dễ dàng cho chúng ta sử dụng, và với những cái phần nắp như thế này sẽ được niêm yết rất là kỹ càng, cẩn thận để mỗi khi quý vị và các bạn chúng ta dùng đến nước yến nhân sâm hay là nước yến đường phèn thì đều giữ được hương vị nguyên chất của nó. Và bây giờ là cơ hội đặt hàng nhanh chóng khi quý vị và các bạn gọi điện vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137. Các bạn tổng đài viên đang rất sẵn sàng tiếp nhận những nhân đơn đặt hàng đầu tiên và có thể tư vấn cho quý vị và các bạn kỹ hơn về dòng sản phẩm nước yến cung đình của công ty Thiên Phú Lộc.
Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi trên 63 tỉnh thành khác nhau của cả nước quý vị và các bạn nha. Thương hiệu yến xào cung đình của công ty Thiên Phú Lộc kết hợp chung với VTV Hình Đam Shopping đang mang đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm, đó chính là nước yến đường phèn và nước yến nhân sâm đường phèn, cùng với một quy trình sản xuất khép kín và đóng gói trong nhãn mác bên ngoài rất là sang trọng. Và mỗi một lọ thủy tinh sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể là mang đi ở mọi lúc mọi nơi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và với nước yến bên trong đó là tổ yến nguyên chất quý vị và các bạn nha, với hàm lượng axit amin là nhiều khoáng chất vitamin khác nhau, giúp cho chúng ta sẽ có một giải pháp đầu tư cho cơ thể của mình những dòng sản phẩm thực phẩm đầy đủ những chất dinh dưỡng. Chúng ta không có nhiều thời gian để tập luyện thể dục thể thao nghỉ ngơi thì quý vị và các bạn có thể quan tâm và bổ sung thêm, đó chính là yến xào cung đình. Hôm nay trên kênh truyền hình VTV Đàm Sức Biên, chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn với hai sự chọn lựa khác nhau, đó chính là nước yến đường phèn chung với đường phèn, vị ngọt thanh thơm dịu, dễ sử dụng và phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau. Và một vị thứ hai đó chính là nước yến nhân sâm đường phèn cùng với những lát nhân sâm tươi và hàm lượng saponin dồi dào, giúp cho quý vị và các bạn có thể là cải thiện được, làm chậm đi quá trình lão hóa. Đặt hàng nhanh chóng, VTV Đàm Shopping sẽ giao hàng tận nơi. Hãy lựa chọn ngay nước yến cung đình, bộ 5 hộp nước yến đường phèn tặng thêm 2 hộp và 5 gói cháo yến, giá trị 890.000 đồng. Sự lựa chọn thứ hai, bộ 5 hộp nước yến nhân sâm đường phèn tặng 2 hộp và 5 gói cháo yến, giá trị 990.000 đồng. Dòng sản phẩm nước yến cung đình sẽ giúp cho quý vị và các bạn hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ người già ăn ngon ngủ tốt, đề phòng suy dinh dưỡng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nước yến cung đình sử dụng mỗi ngày tốt cho sức khỏe, lắc nhẹ trước khi uống, sử dụng ngay khi đã mở nắp. Đây là một cơ hội để quý vị và các bạn có thể bổ sung thêm trong tủ thức ăn gia đình của mình, đó chính là những dòng sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng yến xào cung đình của công ty Thiên Phú Lộc trên kênh truyền hình VTV Hình Đào Xếp Viên. Gia đình của mình đang có rất là nhiều đối tượng ở nhiều độ tuổi khác nhau, ví dụ như là ông bà, bố mẹ, chị em phụ nữ, những người nội trợ, các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên, ai cũng cần phải quan tâm về một cơ thể dẻo dai, một sức khỏe tốt để chúng ta có thể là làm việc tốt hơn hàng ngày. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đó chính là yến xào cung đình của công ty Thiên Phú Lộc với hai mùi vị khác nhau, đó chính là nước yến đường phèn và nước yến nhân sâm đường phèn. Chọn một đơn đặt hàng thành công, quý vị và các bạn sẽ có 5 hộp trong dòng sản phẩm chính và được tặng mỗi một loại đó là 2 hộp cùng loại, như vậy là chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 hộp, 30 lọ, được tặng thêm 12 lọ nữa quý vị và các bạn nha. Hãy nhanh chóng nắm bắt bởi vì thời lượng phát sóng chỉ có giới hạn trong chương trình này mà thôi. Số tổng đài quen thuộc 1900 7137, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Quý vị, các bạn thân mến, thời gian của chương trình đang trôi qua rất là nhanh. Và ở trong khoảng thời gian giữa của chương trình này thì chúng tôi muốn nhắc đến cho quý vị và các bạn, đó là dù là chúng ta có bận rộn đến như thế nào thì cũng hãy dành thời gian để chăm sóc sức khỏe, lựa chọn những dòng sản phẩm có thể là phục vụ cho sức khỏe của mình để bồi bổ trở lại quý vị nhé. Đôi khi mình thấy là mình làm việc rất là căng thẳng, mệt mỏi, Minh Trí à. Và mình thấy là nhiều người, cả là các chị em phụ nữ hay là các quý ông, lịch làm việc dày đặc như vậy đôi khi là quên đi việc chăm sóc sức khỏe. Quá trình lão hóa nó diễn ra kể từ sau khi chúng ta 25 tuổi rồi, và nhan sắc của mình cũng ngày càng đi xuống nữa, sức khỏe của chúng ta cũng không còn ổn định như trước. Thì những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe như là nước yến như thế này hay là nhân sâm, thì khi mà quý vị các bạn chúng ta sử dụng, nếu mà lựa chọn được dòng sản phẩm chất lượng thì sẽ giúp mình bổ trợ cho cơ thể của chúng ta, chăm sóc với những hàm lượng axit amin, những cái nguyên tố vi lượng, những cái chất dinh dưỡng để giúp cơ thể của mình khỏe mạnh hơn. Và khi cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn thì chúng ta sẽ phòng chống bệnh tật tốt hơn quý vị ạ. Và quá trình lão hóa của mình cũng sẽ được làm chậm lại nữa. Minh Trí nè, ví dụ như nếu là Phụng Yến là phụ nữ thì Phụng Yến rất là quan tâm đến làn da, nên là lựa chọn nước yến thì là một cách thức để có thể là chăm sóc cho làn da cũng như là cái vẻ đẹp của mình. Còn Minh Trí thì sao nè? Nếu như mà Phụng Yến đang quan tâm về vẻ đẹp, về làn da của mình, về vóc dáng của mình, hoặc là đặc biệt là chị em phụ nữ, thì nam giới đôi khi tính chất công việc chúng ta thể tiếp xúc với lại bia rượu, thuốc lá, chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm những dòng sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng để có thể là cải thiện sức khỏe của mình hàng ngày, để có thể là thay phiên cho những các loại nước uống có ga hay là bia rượu đó, thì chúng ta nên sử dụng ngay nước yến mỗi ngày quý vị và các bạn nha. Để có một giải pháp chúng ta có thể tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng của mình để chống chọi với bệnh tật, hay là ông bà bố mẹ, những người lớn tuổi chúng ta đang quan tâm về sức khỏe đang giảm đi mỗi ngày rồi, chúng ta muốn chậm lại cái sự lão hóa của cơ thể thì chúng ta cũng nên sử dụng ngay, đó là nước yến. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn của công ty Thiên Phú Lộc đó chính là nước yến đường phèn và nước yến nhân sâm đường phèn. Sở dĩ hai mùi vị này là hai mùi vị thông dụng nhất và cũng được rất là nhiều quý vị khách hàng trên VTV Hyundai Shopping đã chọn lựa. Và một mặt khác nữa đó chính là cuộc sống rất là bận rộn, chúng ta không có
có nhiều thời gian để có thể ở nhà và trưng tổ yến, thì chúng tôi cũng mang đến cho quý vị và các bạn dưới dạng là đóng trong một cái lọ thủy tinh như thế này. Một hộp chúng ta sẽ có ngay 6 lọ lần phụ yến ha. Và khi mà chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm này thì nó cũng giống như là một món quà tặng mà chúng ta dành tặng cho những người yêu thương của mình vậy đó Minh Trí à. Khi mà ông bà cha mẹ của mình nhận được một hộp nước yến này thì Phụng Yến nghĩ là họ sẽ rất là vui luôn, bởi vì đôi khi mình nhìn thấy là ông bà của mình ăn không ngon, ngủ không yên, hấp thụ dưỡng chất cũng đã kém đi và bệnh tật thì dễ đến, bởi vì sức khỏe đã bước vào cái giai đoạn lão hóa rồi, lão hóa nặng rồi. Và khi mà ông bà của mình bệnh tật như vậy thì con cháu rất là lo lắng, và để chăm sóc sức khỏe cho ông bà thì chúng ta cũng có thể là gửi đến những tặng phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao như thế này, yến xào cung đình, và chúng ta yên tâm lựa chọn dòng sản phẩm chính hãng của công ty Thiên Phú Lộc quý vị nhé. Một hộp khi quý vị các bạn chúng ta nhận về nhà như thế này, ở bên trong sẽ bao gồm 6 lọ, và ở trên mỗi một chiếc hộp thì quý vị đều có thể là dễ dàng kiểm tra hàng chính hãng với những phần tem đi kèm được dán niêm yết như thế này đây. Chúng ta có thể là dễ dàng kiểm tra trước và sau của vỏ hộp, sau đó mình nhìn mọi thứ còn nguyên vẹn và cả mỗi lọ ở bên trong nữa cũng còn niêm yết, thì lúc đó quý vị mới cần phải chi trả với nhân viên giao hàng quý vị ạ. Rất là tiện lợi để đặt hàng cùng với lại VTV Hyundai Home Shopping. Chúng tôi giúp cho quý vị một bước là mình không có cần phải đi đến thật là xa để mình lựa chọn, mà chỉ cần là ngồi ở nhà lựa chọn hàng chính hãng, hàng chất lượng được giao hàng tận nơi, và chúng ta có thể yên tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân mình cũng như là gửi những chiếc hộp, những món quà sức khỏe này dành cho những người mà chúng ta yêu quý nhất. Như quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được là đối với chiếc hộp màu vàng đó là nước yến nhân sâm đường phèn, và hộp màu đỏ đó là nước yến đường phèn. Không những ở bên ngoài bao gói sang trọng mà được đóng tem nhãn mát đâu, mà ngay cả trong những lọ thủy tinh ở bên trong nữa, quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được. Với mỗi một cái lọ thủy tinh ở bên trong thì chúng ta cũng sẽ có ngay cái sự đóng gói sản xuất trong một cái quy trình khép kín. Đầu tiên quý vị có thể quan sát được đó chính là cái thể hiện được hạn sử dụng ở bên trên mỗi một lọ thủy tinh như thế này đây. Và sau đó để mà mở được chiếc nắp lọ ra thì quý vị và các bạn có thể là mở được cái móc khóa cài bên ngoài trước quý vị và các bạn nha. Rất là dễ dàng để chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày. Và nếu như mà chúng ta muốn uống lạnh thì sao, quý vị và các bạn cũng có thể là để bên trong ngăn mát tủ lạnh gia đình của mình, và chúng ta có thể là lắc đều lên như thế này đây. Và sau đó Minh Trí cũng có thể là mở nắp ra để quý vị có thể dễ dàng quan sát được là thành phần nước yến nguyên chất ở bên trong đậm đặc như thế nào, kết hợp chung với cái mùi vị ngọt thanh của đường phèn thì dễ dàng sử dụng hơn quý vị và các bạn nha. Ở đây chúng ta có thể là rót ra ly để chúng ta có thể quan sát được một cách đơn giản hơn. Nhiều gia đình thì chúng ta uống trực tiếp ở trong lọ, nhiều gia đình thì chúng ta có thể rót ra ly như vậy cho thêm đá lạnh, còn nhiều gia đình thì chúng ta cho thêm là nha đam, bạch quả, táo đỏ. Có rất là nhiều cách thức để chúng ta có thể là thưởng thức nước yến như vậy quý vị ạ. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, và những lọ thủy tinh thì nó giữ rất là vệ sinh, chất lượng những dòng sản phẩm ở bên trong, và quý vị cũng có thể là mang theo trong những cái chuyến công tác của mình, hay là để trên bàn làm việc và chúng ta thưởng thức những khi mà cơ thể của mình mệt mỏi và ế ỏi. Quý vị và các bạn sẽ có ngay đó là những dòng sản phẩm nước yến cung đình của công ty Thiên Phú Lộc trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, và chắc chắn là chúng ta sẽ yêu thích, bởi vì dòng sản phẩm này sẽ phù hợp cho mọi đối tượng, mọi độ tuổi khác nhau ở bên trong chính gia đình của mình, nhà của mình, ông bà, bố mẹ, các bạn trẻ hay là các bé khi mà chúng ta học hành quá nhiều, căng thẳng, áp lực, chúng ta cũng có thể sử dụng ngay với nước yến cung đình quý vị và các bạn nha. Và hương vị sẽ rất là dịu, rất là thơm ngon, và ông bà cha mẹ ở trong nhà mình cũng rất là thích luôn. Những sợi yến ở bên trong cũng rất là đặc trưng, khi quý vị các bạn chúng ta dùng thì cũng rất là vui miệng nữa, đúng không Minh Trí ơi? Quý vị có thể quan sát được là ở bên trong ngoài là cái phần đường phèn ra, và chúng ta sẽ có ngay là những cái sợi yến rất là đậm đà. Không như chúng ta uống vào bên trong miệng của mình mà mình còn phải nhai nữa quý vị và các bạn nha. Rất là đơn giản để sử dụng mỗi ngày, thanh lọc cơ thể, cung cấp thêm rất là nhiều những chất dinh dưỡng và thành phần axit amin khác nhau quý vị nha. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là chăm sóc sức khỏe rất là tiện lợi cùng với lại thành phần nước yến đường phèn, hoặc là với nước yến nhân sâm đường phèn thì ở bên trong mỗi lọ nó sẽ có những cái lát nhân sâm mỏng nữa. Đúng để rồi. Quý vị các bạn chúng ta cũng có thể nhai mình thưởng thức của hương vị của nhân sâm luôn, và thành phần nhân sâm được hòa vào ở bên trong thành phần nước yến của chúng ta nữa quý vị các bạn ạ. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta thưởng thức đó thì với thành phần nhân sâm này nó cũng sẽ mang những cái hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ và giúp chúng ta làm chậm quá trình lão hóa luôn, và như thế yến kết hợp cùng với nhân sâm rất là thơm ngon và bổ dưỡng quý vị nha. Đó, mình sẽ thấy là có một cái lát nhân sâm ở bên trong một lọ như thế này luôn đó Minh Trí ạ. Và chúng ta có thể là vừa thưởng thức vừa uống vừa nhai nhẹ những cái lát nhân sâm đó, cảm nhận được cái sự thư thái dễ chịu của cái vị ngọt dịu nhẹ, và dần dần sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện khi mà mình chăm sóc nó thật là tốt. Và thời gian đặt hàng không còn nhiều nữa quý vị và các bạn nha, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Chúng ta sẽ có ngay là tổng cộng 7 hộp trong một đơn đặt hàng thành công, với mỗi một hộp sẽ có 6 lọ bên trong quý vị và các bạn nha. Hai mùi vị khác nhau, nước yến đường phèn mua 5 tặng 2, nước yến nhân sâm đường phèn mua 5 hộp tặng thêm 2 hộp cùng loại, qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137, hoặc quý vị có thể tham khảo tại website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Thời
Thời gian của chương trình đang trôi đi rất nhanh. Quý vị các bạn, chúng ta đang mong muốn lựa chọn tặng phẩm dành cho sức khỏe cho những thành viên nào ở trong gia đình của mình. Hãy gửi tặng nó cho ông bà cha mẹ, gửi tặng cho vợ, gửi tặng cho chồng, gửi tặng cho khách hàng, đối tác hay người thân, anh em của mình. Rất là nhiều đối tượng trong gia đình chúng ta cần chăm sóc sức khỏe. Và với nước yến cung đình của công ty Thiên Phú Lộc, quý vị các bạn, chúng ta có thể chăm sóc dễ dàng, tiện lợi cùng với những lọ thủy tinh như thế này. Có thể ướp lạnh vào bên trong ngăn mát của tủ lạnh mình và thưởng thức dịu nhẹ, dễ chịu, tiện lợi thôi, nhưng mà lại chăm sóc cho cơ thể của chúng ta, chống lại được quá trình lão hóa, giúp da dẻ của mình hồng hào hơn, giúp ngủ ngon hơn, sức đề kháng được tăng cường, và từ đó chúng ta có thể là cản đi những cái bệnh tật đến với cơ thể của mình. Và hôm nay quý vị và các bạn sẽ có một đơn đặt hàng đến 7 hộp ở bên trong, không cần phải mang bát cồng kềnh về nhà mà chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi. Theo yêu cầu của tất cả quý vị, 1900 7137, chúng tôi tư vấn kỹ hơn. Và dù bất kỳ địa chỉ nào, dù bất kỳ nơi đâu, VTV Hình Đàm Shopping đều giao hàng tận nơi quý vị và các bạn nha. Hãy lựa chọn ngay nước yến cung đình, bộ 5 hộp nước yến đường phèn tặng thêm 2 hộp và 5 gói cháo yến, giá trị 890.000 đồng. Sự lựa chọn thứ hai, bộ 5 hộp nước yến nhân sâm đường phèn tặng 2 hộp và 5 gói cháo yến, giá trị 990.000 đồng. Nước yến cung đình giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng, hỗ trợ người già ăn ngon ngủ tốt hơn, đề phòng suy dinh dưỡng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sử dụng mỗi ngày tốt cho sức khỏe với sản phẩm nước yến cung đình, lắc nhẹ trước khi sử dụng và sử dụng ngay sau khi đã mở nắp quý vị nha. Nếu như quý vị các bạn chúng ta đang tìm kiếm tặng phẩm dành cho sức khỏe thì hãy lựa chọn ngay bây giờ cơ hội đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, mua 5 được tặng thêm 2 quý vị nha. Và dù là sự lựa chọn nào, quý vị cũng nhận thêm 2 hộp cùng loại làm quà tặng, rất là ưu đãi luôn quý vị và các bạn ạ. Với 2 hộp đó quý vị có thêm là 12 hũ, nâng tổng số lượng hũ chúng ta có lên đến là 42 luôn. Như vậy là cái số lượng mình sử dụng nhiều hơn, hương vị thơm ngon, dễ chịu, dễ uống cùng với lại lọ thủy tinh bảo quản dưỡng chất thật là tốt. Chúng ta cũng có thể là để ở nhà sử dụng hay dành tặng những người mà mình thương yêu. Chỉ cần gọi ngay cho chúng tôi bây giờ ở 1900 7137 và quý vị các bạn chúng ta đã có thể là đặt hàng rồi quý vị nhé. Để lại địa chỉ nhà mình hoặc là địa chỉ nơi mà quý vị muốn tặng quà và chúng tôi sẽ giao trọn bộ sản phẩm lên đến 7 hộp tận nơi. Hãy lựa chọn ngay nước yến cung đình, bộ 5 hộp nước yến đường phèn tặng thêm 2 hộp và 5 gói cháo yến, giá trị 890.000 đồng. Sự lựa chọn thứ hai, bộ 5 hộp nước yến nhân sâm đường phèn tặng 2 hộp và 5 gói cháo yến, giá trị 990.000 đồng. Dòng sản phẩm nước yến cung đình sẽ giúp cho quý vị và các bạn hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ người già ăn ngon ngủ tốt, đề phòng suy dinh dưỡng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nước yến cung đình sử dụng mỗi ngày tốt cho sức khỏe, lắc nhẹ trước khi uống, sử dụng ngay khi đã mở nắp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chỉ còn ít phút nữa là chương trình này sẽ khép lại. Và do đó chúng ta đang quan tâm đến những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thì quý vị và các bạn một lần nữa quay trở lại với không gian phim trường của VTV Hình Đàm Shopping. Chúng ta nhìn lại những đơn đặt hàng ngày hôm nay bao gồm sẽ có những gì. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đó chính là nước yến xào cung đình của công ty Thiên Phú Lộc, 20 vị khác nhau với những chiếc hộp màu đỏ như thế này. Đó chính là nước yến đường phèn. Mùi thơm của nước yến và vị ngọt dịu của đường phèn giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy là sảng khoái hơn, tinh thần cảm thấy là phấn chấn hơn để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả, dành cho rất là nhiều đối tượng và độ tuổi khác nhau bên trong chính gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Và những chiếc hộp màu vàng bên kia là gì Phụng Miễn ha? Đó chính là thành phần nước yến cùng với lại nhân sâm luôn. Chúng ta có hai sự lựa chọn trong chương trình này quý vị và các bạn ạ. Với nhãn đỏ là nước yến đường phèn, còn với nhãn vàng là nước yến nhân sâm đường phèn. Tùy vào cái sở thích của gia đình chúng ta mà chúng ta có thể lựa chọn một loại phù hợp với mình. Nhưng mà dù là quý vị lựa chọn loại nào thì chúng ta cũng được tặng thêm là 2 hộp cùng với loại đó quý vị nha. Ở số lượng chúng ta mua đó là 5 hộp và 30 hũ ở bên trong. Còn khi quý vị các bạn chúng ta nhận quà tặng thêm 2 hộp cùng loại nữa là có thêm 12 hũ nữa. Số lượng 42 hũ, 42 lọ như vậy rất là nhiều để chúng ta có thể là thưởng thức cùng với những thành viên trong gia đình của mình. Và mình trí nào Phụng Yến rất là thích dẫn mỗi chương trình về nước yến, đặc biệt là nước yến cung đình của Thiên Phú Lộc, bởi vì là mỗi chương trình như vậy là đều được thưởng thức những cái lọ nước yến rất là thơm, dịu, cảm giác rất là thoải mái và hứng khởi khi mà dẫn chương trình luôn. Và không những là những người dẫn chương trình của chúng tôi đều yêu thích những dòng sản phẩm nước yến cung đình của công ty Thiên Phú Lộc, mà rất là nhiều quý vị khách hàng trên VTV Hình Đại Hồng Shopping đều yêu thích của dòng sản phẩm này, bởi vì được sản xuất trong một cái quy trình rất là khép kín, được đóng chai, đóng gói, nhãn mát rất là sang trọng, bao bì sang trọng ở bên ngoài để trở thành một món quà biếu ý nghĩa về sức khỏe dành cho mọi đối tượng và mọi độ tuổi khác nhau quý vị và các bạn nha. Như chúng ta quan sát được là bên trong mỗi một lọ thủy tinh đều có những cái khóa cài bằng nhôm rất là chắc chắn, cũng như là sử dụng để đảm bảo việc vệ sinh an toàn thực phẩm. Mà bên ngoài những cái nhãn mát, những chiếc hộp thì rất là sang trọng, giúp cho quý vị và các bạn có thể là sử dụng cho chính bản thân của mình, hay là mình cũng có thể là sử dụng dành tặng cho nhiều đối tượng khác nhau, ví dụ như là ông bà, bố mẹ hay là anh chị em
bên trong gia đình của mình hoặc là những người bạn là tặng cho đối tác khách hàng, quý vị và các bạn nha. Và với thương hiệu Thiên Phú Lộc thì quý vị và các bạn cũng có thể cảm nhận được là đạt chuẩn ISO 22000-2005 cũng như là đạt được rất là nhiều giải thưởng khác nhau đều in trên chiếc hộp như thế này, giúp cho quý vị và các bạn có thể là an tâm sử dụng ngay. Hộp màu đỏ là nước yến đường phèn, hộp màu vàng là nước yến nhân sâm đường phèn, quý vị và các bạn nha. Thành phần đó là tổ yến nguyên chất ở bên trong kết hợp chung với đường phèn hoặc là với những lát nhân sâm tươi, giúp cho quý vị và các bạn có một giải pháp chăm sóc sức khỏe tốt hơn với mức giá cực kỳ ưu đãi quý vị nhé. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh toán chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Hãy lựa chọn ngay nước yến Cung Đình, bộ 5 hộp nước yến đường phèn tặng thêm 2 hộp và 5 gói cháo yến, giá trị 890.000 đồng. Sự lựa chọn thứ hai, bộ 5 hộp nước yến nhân sâm đường phèn tặng 2 hộp và 5 gói cháo yến, giá trị 990.000 đồng. Nước yến Cung Đình hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng, hỗ trợ người già ăn ngon ngủ tốt hơn, đề phòng suy dinh dưỡng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nước yến Cung Đình sử dụng mỗi ngày tốt cho sức khỏe, mát nhẹ trước khi uống, sử dụng ngay khi đã mở nắp. Quý vị, các bạn thân mến, thời gian của chương trình giờ chỉ còn lại rất là ít phút nữa thôi. Quý vị hãy nhanh tay để lựa chọn cho gia đình của mình một cơ hội sở hữu nước yến chính hãng của Thiên Phú Lộc, nước yến Cung Đình. Nhưng mà chúng ta mua 5 được tặng thêm 2, số lượng rất là ấn tượng quý vị các bạn à. Gia đình của mình chắc là đang suy nghĩ lựa chọn là nước yến nhân sâm đường phèn hay là nước yến cò đường phèn mà thôi. Thì tùy vào sự lựa chọn của gia đình chúng ta, có những gia đình là thích cái hương vị của nước yến với đường phèn, có những gia đình là muốn có thêm thành phần nhân sâm vào ở bên trong. Dù là sự lựa chọn nào cũng sẽ được tặng thêm 2 hộp cùng loại, tặng thêm 12 hũ như vậy. Số lượng chúng ta có rất là lớn nhưng mà mức chi phí đầu tư cực kỳ tiết kiệm. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một mức đầu tư cực kỳ tiết kiệm quý vị và các bạn nha. Với chọn một bộ 5 hộp nước yến đường phèn tặng thêm 2 hộp cùng loại và 5 hộp nước yến nhân sâm đường phèn hộp màu vàng được tặng thêm 2 hộp cùng loại. Chúng ta có thể sử dụng ngay trực tiếp bên trong lọ, uống lạnh hơn khi chúng ta để trong ngăn mát tủ lạnh, hay là quý vị và các bạn có thể sử dụng chung với lại táo đỏ hoặc là hạt sen nữa quý vị nha. Để có thể làm tăng thêm cái mùi vị hấp dẫn hơn của tổ yến nguyên chất ở bên trong đến từ công ty Thiên Phú Lộc. Như vậy là chúng ta có thể là dễ dàng thưởng thức được những chén chè tổ yến ngay tại gia đình của mình luôn, không cần phải đi đâu xa, rất là đơn giản thuận tiện. Và những khi chúng ta làm việc mệt mỏi căng thẳng trở về nhà, mở tủ lạnh ra lấy một lọ một hũ như vậy chúng ta thưởng thức, những cái mệt mỏi cũng sẽ được xua tan đi và dần dần đó chúng ta sẽ cảm thấy là cơ thể của mình sẽ được cải thiện về mặt sức khỏe, giấc ngủ cũng sẽ đến dễ dàng hơn nè, và những cái dưỡng chất chúng ta hấp thụ được tốt hơn, da dẻ hồng hào và tinh thần minh mẫn, đặc biệt là quá trình lão hóa sẽ được làm chậm lại. Đây là điều mà ông bà lớn tuổi ở trong gia đình của chúng ta sẽ rất là thích luôn, bởi vì là ông bà của mình từ trước đến giờ cứ lo lắng về mặt sức khỏe, về mặt quá trình lão hóa, thì giờ đây đã có một cách thức để giúp ông bà mình làm chậm lại rồi. Và một điều quan trọng là chúng ta không cần phải mang vác cồng kềnh ngay về nhà, mà quý vị và các bạn chỉ cần ngồi ngay tại nhà theo dõi trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, chương trình mua sắm hấp dẫn được phát sóng trên VTV Cấp 13, và đặt hàng qua số tổng đài 1900 7137. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ và giao hàng tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Nói đến đây thì thời gian phát sóng chương trình xin được khép lại. Minh Trí và Phụng Yến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những lần mua sắm tiếp theo trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.